Rồi chào các bạn, mình là Nguyễn Hoàng Phúc từ HPphotoshop.com. Ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách sử dụng phần mềm Photoshop để chúng ta blend màu kiểu chung của. Đây, thì đại khái chúng ta sẽ có cái stock này ha. Cái stock của bạn Huỳnh Hưng Phát, mình có để link ngay phía dưới phần description hoặc là dưới phần comment, các bạn có thể vô đó các bạn tải về ha. Các bạn Huỳnh Hưng Phát nha. Cái stock, bộ stock này rất là đẹp và mình thấy bạn share trên Blend Retouch cho nên là mình mượn các bạn luôn. Rồi ở đây mình sẽ sử dụng cái stock này chẳng hạn, thế mình sẽ kéo thả vô Photoshop ha. Thì đây cái bước chung của thằng hiệu ứng blend màu dạng như là style theo kiểu Trung Quốc á, thì nó được một cái lợi là cái độ chi tiết của nó rất là thấp, nghĩa là nó tương đối, nó hơi mờ ảo chút xíu, thành ra là được cái lợi ở cái chỗ là các bạn có thể sử dụng máy chụp bình thường thôi, ví dụ 600D, 550D các kiểu đó, những cái dòng máy thấp thôi, tại vì cái yêu cầu về cái độ chi tiết của ảnh nó không cao. Ok ha, rồi tức là hầu như đa phần là các dòng máy các bạn có thể làm được hết. Rồi ở đây ở bảng camera raw chúng ta sẽ xử lý bước đầu như sau ha. Đầu tiên á, cái ảnh này chúng ta sẽ cần nó tương đối sáng chút xíu, các bạn có thể thấy ở đây là bạn nào Phát bạn đã chọn cái màu rất là ok, chụp rất là ok, thành ra ở đây mình chỉ một việc đơn giản là tăng sáng lên chút xíu. Rồi tiếp theo nữa contrast thì mình sẽ tăng contrast lên một tí xíu thôi. Rồi tiếp theo ở phần highlight, shadow, white và black là những phần quan trọng. Ở đây á, mình sẽ để phần white này trước ha. Phần white mình sẽ giảm xuống, tức là cái phần chạm trắng ở phía ngoài cùng này mình sẽ giảm xuống để đảm bảo nó không bị cháy sáng. Sau đó mình sẽ tăng highlight lên. Mục đích ở đây á, là để tăng highlight là ở cái khu vực đây. Phần highlight là những cái phần nó sáng lên như vậy này, là những cái phần chưa hẳn là sáng, thành ra là mình sẽ kéo thẳng highlight lên. Và mình sẽ làm như vậy cái tông màu sáng nó sẽ rất là rực lên kiểu như thế này, nhưng hoàn toàn nó không bị cháy. Lý do là vì hồi nãy mình đã kéo cái white này xuống rồi, thành ra ở cái điểm cháy ngoài cùng này nó sẽ không có bị cháy nữa, và nó làm cái bức ảnh của ta nó rất là rực, nó rất là sáng nhưng mà nó không bị cháy, tức là nó vẫn ở cái mức độ dễ chịu và nó không bị hỏng hình ha. Tương tự với lại hình ở khu vực shadow, đây phần shadow mình cũng sẽ tăng lên chút xíu. Phần shadow mình tăng vừa thôi, tại vì với những cái chất lượng ảnh, với những cái máy mà dạng thấp như hồi nãy mình nói đó, 600D, 550D Canon hoặc là D5000 hay là kiểu thế của bên Nikon, thì cái mức độ chi tiết nó không cao. Nếu như chúng ta tăng cái shadow lên nhiều quá thì ở khu vực tối nhiều khả năng nó sẽ xảy ra hiện tượng noise và nó sẽ làm nó hơi nhiễu hình ha. Thành ra là chúng ta tăng sáng ở phần shadow thì chúng ta tăng vừa thôi, đừng tăng quá. Phần black thì đây mình sẽ tăng nó lên chút xíu. Rồi đó là về sơ bộ ha. Tiếp theo mình sẽ tăng vibrance lên chút xíu và giảm clarity đi. Mục đích là để cho hình chúng ta nó giảm cái contrast cũng như là cái độ nét xuống, nó hơi mờ ảo chút xíu thì nhìn nó sẽ ảo, nó đẹp hơn. Đúng style kiểu Trung Quốc mà. Rồi tiếp theo ở phần lens correction thì mình sẽ bật cái remove chromatic aberration là để nó khử cái viền tím ha, viền tím ở những khu vực đá này chẳng hạn thế, khu vực nét á, nó sẽ bị cái viền tím thì mình ở đây mình khử đi. Rồi tiếp theo nữa là phần sharpening và cũng như là noise reduction. Sharpening mình sẽ tăng lên chút xíu và nhớ tăng cái masking lên 97, 98, 99 gì đó, và masking các bạn tăng lên chút xíu. Rồi tiếp theo phần noise reduction mình sẽ tăng mạnh lên để mà nó mờ ảo các bạn ơi. Có thể thấy là nó rất là ảo khu vực này, cái chi tiết nó giảm xuống. Tuy nhiên đó chính là cái mà mình cần ha. Rồi, click open. Ở cái bước mà camera raw chúng ta đã xử lý rất khá là ok rồi. Có lẽ là mình sẽ quay trở lại bởi vì mình sẽ sửa lại một chút ở phần cân bằng trắng. Mình quên mất phần cân bằng trắng thì ở đây mình có thể là mình sẽ vào filter, mình sẽ mở lại đi. Hồi nãy mình đã chạy như vậy thì nó sẽ lưu cái file, đây có file XMP tức là nó có lưu lại rồi, thì ở đây mình chỉ việc tăng sửa lại chút xíu thôi. Cái thông số thì nó vẫn giữ nguyên như hồi nãy rồi, nó có cái file lưu ở đó đó. Đó thì các bạn có thể thấy thông số ở đây rồi. Ở phần temperature thì mình sẽ tăng cái temperature lên một chút xíu để cho nó ấm cái hình của chúng ta lên. Đó, nó ấm lên kiểu như thế, ấm vừa thôi, này ấm quá rồi. Rồi, tint thì mình sẽ giảm nó xuống để cho nó hơi ám một chút xíu, xanh lá chút xíu thôi. Rồi, đó, đại khái thế, temperature và tint ha. Rồi, click open. Rồi, sau khi chúng ta đã xử lý xong ở phần camera raw thì chúng ta đã có một cái bức ảnh khá là vừa ý để chúng ta có thể blend thêm một chút màu cũng như là thêm một chút cái hiệu ứng để cho ra cái dạng của style Trung Quốc thôi. Chờ chút xíu để cho nó chạy vậy. Rồi, sau khi chạy xong rồi, việc đầu tiên là chúng ta sẽ phải xử lý những cái đống rác đi, những cái chi tiết nó phá hình đi. Đây, những cái khu vực này mình cảm thấy nó không có ổn lắm thì mình sẽ xóa cái lá này đi bằng cái công cụ pattern, công cụ pattern, hoặc các bạn sử dụng Spot Healing Brush cũng được. Các bạn thể coi lại cái tút xóa rác trong ảnh ha. Những cái bước mà nó xóa rác kiểu như thế này, mặc dù nó các bạn có thể cảm thấy là nó hơi thừa, nhưng mà sau này khi mà các bạn có nhu cầu mà làm ảnh chất lượng cao cũng như là để in ra thì cái bước mà các bạn xóa rác này sẽ là một cái bước rất là quan trọng. Lý do là làm cho cái hình chúng ta nó có giá trị hơn ha. Đừng có để những cái rác, cái hình rất là đẹp nhưng mà bị những cái mà dạng như là chi tiết thừa kiểu như thế này, nó làm giảm cái giá trị của tấm hình của chúng ta xuống thì nó rất là uổng. Trong khi những cái này thì chúng ta có thể fix được ngay khi chúng ta có thể chỉnh sửa được ngay khi chúng ta làm việc kiểu như thế này, ngay khi chúng ta làm hậu kỳ ha. Rồi sau khi xong rồi các bạn sẽ làm thêm một lớp blend màu, gọi là cho nó một cái lớp blend màu, fill màu vừa phải thôi. Ở đây thì mình sẽ sử dụng là gradient map. Ở phần gradient map này thì mình sẽ làm đầu tiên ở phần shadow thì mình sẽ đưa nó qua một chút xíu màu xanh lá cây, chút xíu thôi, ở khu vực tối chút xíu đó. Rồi tiếp theo nữa ở phần này thì mình ở phần highlight ha, phần highlight thì mình sẽ sử dụng nó tương đối cái màu cam và hơi vàng vàng một chút xíu ở khu vực này chẳng hạn thế. Rồi chúng ta click OK và ở phần blending mode mình sẽ chuyển sang là soft light thì chúng ta sẽ có cái kết quả kiểu như thế này. Sau khi xong các bạn sẽ giảm opacity đi, ở đây mình để khoảng cỡ 30 đến 26 thì các bạn sẽ có một cái lớp ám màu xanh lá cây và màu vàng khá là đẹp. Ở đây màu vàng mình cảm thấy chưa ổn lắm thì mình có thể tăng thay đổi như thế nào đó các bạn tùy. Đó thì mình đây mình sẽ tăng mạnh lên chút xíu để cho cái phần highlight ở khu vực này nó có hơi ám cái màu cam một xíu, nhìn nó sẽ hợp lý hơn. Ở bên cái gradient map này thì các bạn nhớ làm sao chỉnh cho nó ok hơn, mà chọn cái gam màu cho nó đẹp. Tại vì hoặc các bạn có thể làm theo cách của mình, đó là như cách của mình thì mình thường là chọn hai cái màu, một là màu nóng phần shadow và màu lạnh ở phần shadow và màu nóng ở phần highlight, tức là đây màu xanh này và màu vàng, thì đó cái hình của chúng ta nó sẽ rất là cân bằng và nó dễ chịu. Rồi sau khi xong rồi chúng ta sẽ làm theo cái bước mà chúng ta sẽ làm cho nó cái hình của chúng ta nó hơi ảo lòi lên một chút, tức là cho nó hơi rực sáng lên hơn một chút nữa ha. Tức là nó giống như kiểu có một cái phần hào quang ở những cái khu vực sáng vậy. Thì cách làm chúng ta như sau. Mình sẽ quay trở lại level lấy cái layer background và mình sẽ bấm Ctrl J. Phím J là phím nằm giữa phím H và phím K ha. Ctrl J. Hoặc các bạn vào đâu rồi? Layer new, layer from background. No, nhầm rồi. Layer duplicate layer từ cái background này ha. Các bạn chọn layer duplicate layer thì nó sẽ nhân đôi lên, click OK ha. Đó thì nó tương tự như thế. Hoặc là để nhanh thì bạn bấm Ctrl J thôi. Rồi. Sau đó các bạn sẽ vào phần select này, menu select ha, và chọn color range. Ở đây cái phần chọn thì các bạn sẽ chọn là highlight. Chọn phần highlight ha, và các bạn sẽ chọn làm sao để cho nó vừa đủ thôi, đừng có chọn nhiều quá về khuôn mặt của chúng ta. Rồi, mình cảm thấy vậy là khá ổn và có thể là mình sẽ đây mình sẽ fit để chúng ta bỏ bớt cái khuôn mặt đi. Mình sẽ bật cái quick mask này lên. Quick Mask ha, các bạn có thể bấm phím Q. Đó thì các bạn sẽ thấy này. Ở đây mình sẽ sử dụng brush màu đen, mình tẩy bớt cái khu vực khuôn mặt đi. Sau đó các bạn một lần nữa bấm phím Q để trở lại phần select ha. Tiếp theo chúng ta bấm Ctrl J một lần nữa. Ctrl J. Ở đây thì các bạn sẽ có cái layer và chỉ những cái vùng sáng như thế này. Đó. Ở cái layer này các bạn sẽ vào filter, blur, chọn Gaussian blur và chọn lên cái mức nào các bạn cảm thấy nó hào quang nó vừa đủ. Là mình cảm thấy như vậy là khá ổn rồi. Chúng ta click OK. Sau khi OK rồi thì chúng ta sẽ chờ máy cho nó xử lý chút xíu. Ở đây thì mình sẽ giảm opacity đi. Giảm opacity đi chút xíu. Đó, mình sẽ chuyển nó sang là soft light. Rồi, ở đây các bạn sẽ có cái hiệu ứng kiểu như thế này. Đó, nó hơi có một phần rực sáng xung quanh cái mẫu của chúng ta, tương tự ở phần trên này. Rồi, sau khi xong rồi, tiếp theo chúng ta sẽ làm cái hiệu ứng gọi là high pass đảo. Mình làm khá là nhiều ở những cái tool khác rồi. Các bạn sẽ bấm Ctrl Alternate Shift E, Ctrl Alternate Shift E ha. Sau đó các bạn vào Filter, chọn Order và chọn High Pass. Filter, chọn Order và chọn High Pass. Ở đây các bạn sẽ kéo lên làm sao để chúng ta cảm thấy nó vừa đủ cái kiểu như thế này. Các bạn cứ làm thì các bạn sẽ có kinh nghiệm, tức là mức độ bao nhiêu là đủ ha. Rồi mình cảm thấy như vậy là khá ổn, mình sẽ bấm OK. Sau khi xong rồi các bạn chuyển cái blending mode thành soft light Và đây các bạn bấm Ctrl Y. Đó, thì các bạn sẽ có cái hiệu ứng ảo lòi kiểu như thế này, rất là đẹp ha. Rất là mờ ảo và nó khá là ok. Tiếp theo nữa, tại vì ở đây cái mẫu của chúng ta đang bị cái high pass đảo nên ảnh hưởng khá nhiều. Thành ra là mình sẽ tạo cái layer mask cho cái này ha. Các bạn sẽ bấm chuột phải chọn đâu rồi? Không có, thôi được rồi. Các bạn click vào cái layer mask ngay phía dưới này ha. Layer mask. Đó, thì đây chúng ta sẽ có cái layer high pass đảo và có cái layer mask màu đen ở đây. Màu trắng ở đây. Ở đây chúng ta sẽ sử dụng cái brush màu đen ha. Mình sẽ chọn màu đen. Và opacity mình sẽ đẩy khoảng cỡ 72. Click chuột phải và các bạn chọn hardness là 0%. Sau đó các bạn sẽ click vào những cái phần mình sẽ tăng kích thước lên và mình sẽ bôi vào những cái phần người mẫu để chúng ta không có bị mờ, tức là chúng ta không có bị nó không có ảo quá ở khu vực mẫu ha. Xong rồi các bạn thấy giảm opacity của cái high pass đảo đi chút xíu. Và đây cuối cùng chúng ta có một cái kiểu như này khá là hay. Nếu các bạn muốn, các bạn có thể lên tìm nữa là Chinese ở đây calligraphy lớp cái chữ ái này chẳng hạn, thế các bạn có thể đem về bất kỳ một cái chữ nào các bạn muốn. Mình đang tìm một cái chữ, mình không biết cái chữ này là chữ gì, nhưng mà thôi kệ, mình cứ lấy về vậy. Mình copy sao chép hình ảnh ha, rồi sẽ bỏ về đây p cái rồi. Ở đây chúng ta đang có chữ trắng và chữ đen và nền trắng. Ở đây thì mình sẽ Ctrl Y đảo ngược nó lại chút xíu, đảo ngược lại ha. Mình sẽ bấm Ctrl Y đảo ngược lại để chúng ta có cái nền đen kiểu như này và chữ trắng. Lý do là vì cái nền ở đây đang là nền tối, thành ra là mình bấm Ctrl Y. Sau đó các bạn sẽ bấm chọn là screen, ở đây sẽ có một cái hình kiểu như này. Đây, nếu các bạn không đảo ngược lại ha, nếu các bạn không bấm Ctrl Y, nếu các bạn muốn mất cái nền trắng này đi thì các bạn sẽ chọn là multiply. Đó, thì các bạn sẽ có kiểu như này. Còn nếu như các bạn muốn nó chữ trắng thì các bạn bấm Ctrl Y. Và ở đây đang là nền đen, mình muốn mất nền đen thì chúng ta chọn là screen. Đó, kiểu thế. Muốn mất nền trắng thì chọn là multiply, muốn mất nền đen thì chọn là screen. Ok ha. Thì chúng ta sẽ có một cái kiểu như này khá là đẹp. Và đó là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã theo dõi tutorial này. Đừng quên like, share và subscribe. Nếu được thì click quảng cáo cho mình. Vì nó miễn phí mà, một cách ủng hộ rất là đơn giản. Mình đã có cái khóa học Photoshop cơ bản, và nếu các bạn muốn tham khảo thì các bạn có thể click vào cái link gọi là www.cơ bản.hpphotoshop.com. Chào tạm biệt các bạn, và đừng quên comment cho mình biết cái tutorial sau các bạn muốn mình làm về chủ đề gì nha. Bye bye, hẹn gặp lại các bạn vào tutorial sau.